Nếu bạn đang dùng điện thoại iPhone mà các bạn không nhận được những cái thông báo từ những cái ứng dụng ở trên điện thoại iPhone hoặc là những cái thông báo từ tin nhắn, cuộc gọi, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cách để các bạn có thể khắc phục cách mới nhất dành cho những cái bạn đang dùng điện thoại iPhone nhé. Rồi, đầu tiên thì các bạn chắc chắn các bạn phải kiểm tra cho mình cái phần thông báo ở trên điện thoại nhé. Đầu tiên các bạn vào cài đặt này, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phần thông báo giúp mình nhé. Ở trong mục thông báo này thì đây chính là cái mục thông báo chung đó, thì các bạn sẽ thấy rằng có cái phần là chọn cách xuất hiện mặc định cho các thông báo ở đây, thì các bạn sẽ chọn cho mình đây này, ví dụ như mình đang chọn ngăn xếp này hoặc là danh sách này, số lượng này, những cái này thì các bạn có thể tùy chọn ở ngoài màn hình nhá, hoặc là hiển thị thông báo đấy. Đây, ví dụ mình chọn ngăn xếp này thì nó sẽ hiển thị hoặc là danh sách đây, và cái phần hiển thị bảng xem trước này đó, hoặc là chia sẻ màn hình thông báo này, cái này thì các bạn có thể cài đặt nhé, luôn được mở khóa hoặc là luôn luôn. Rồi, cái phần quan trọng ở phía dưới này thì đây chính là những cái thông báo từ những cái ứng dụng mà các bạn đang dùng nhé. Nếu mà bạn không nhận được thông báo từ một trong số các cái ứng dụng mà các bạn ở dưới đây, cái danh sách này, ví dụ như mình sẽ vào cái phần Messenger, các bạn thấy rằng mình sẽ chọn là Messenger này, thì cái phần thông báo ở trên ứng dụng Messenger của mình đang tắt đi như thế này nhé, thì các bạn phải bật lên như thế này thì mới được nhé. Và những cái trong cái phần là thông báo ở đây trên màn hình khóa này, trung tâm thông báo này, biểu ngữ này, các bạn phải bật hết lên cho mình đó. Và tiếp theo thì âm thanh cũng như là biểu tượng thì các bạn cũng nói chung các bạn bật hết lên cho mình nhé. Đó, các bạn bật hết lên cho mình. Và nếu mà các bạn bật trong cái mục này không được ấy mà vẫn không nhận thông báo, các bạn vào mục cài đặt thông báo ở trên Messenger nhé. Đây, các bạn đợi đó, thì trong cái mục này đấy, các bạn cũng phải chọn cho mình là những cái thông báo này, lời tin nhắn này đấy, thông báo mới này, những kỷ niệm này đấy, hoặc là ngữ điệu văn bản này đấy, các bạn chọn hết lên cho mình. Đấy là cái phần cài đặt thông báo nhé, các bạn trở ra một chút này, và các bạn sẽ kiểm tra cho mình các bạn sẽ vuốt lên cái phần là trung tâm điều khiển xuống nhé. Nếu mà các bạn bật cái chế độ là không làm phiền này này, đấy, chế độ không làm phiền này, đấy, các bạn nếu mà giả sử các bạn đang bật như thế này nhá, đây, các bạn nhìn thấy thì nó đã cái hình mặt trăng này, hình tròn này nó sẽ hiện đậm lên. Khi mà các bạn bật cái chế độ này ấy, đó, hoặc là không may các bạn vuốt chạm vào ấy, thì tất cả những cái thông báo nó sẽ không nhận được nhá, các bạn không nhận được, nên là các bạn sẽ tắt đi cho mình. Trước tiên thì các bạn phải tắt cái phần kiểm tra cái phần này trước cho mình nhá, đó. Theo các bạn vào cho mình cái phần là âm thanh và cảm ứng này. Đó, các bạn sẽ kiểm tra cho mình rằng các bạn có đang tắt cái âm lượng thông báo không, hoặc là các bạn đang tắt những cái âm thông báo ở đây không. Đó, thông báo về âm tin nhắn này cũng như là âm nhạc chuông này. Các bạn chú ý cho mình, các bạn thử thay đổi cái phần âm lượng này, xem cái âm thanh nó có hiển thị như là có thông báo hay không nhé. Ok. Và cách tiếp theo, các bạn nếu mà hai cái trên không được thì các bạn hãy vào cho mình cái phần là cài đặt chung này. Đấy, các bạn chọn cho mình là chuyển hoặc đặt lại iPhone. Các bạn chọn đặt lại. Trong cái mục cài đặt lại tất cả cài đặt này thì các bạn chọn vào thì gần như coi như là các bạn đang reset lại cái điện thoại. Nếu mà cái điện thoại của bạn đang gặp bất kỳ cái lỗi nào thì reset lại thì nó sẽ có thể là cái lỗi đó sẽ được khắc phục và nó sẽ được chạy bình thường. Đó. Thì ơi, các bạn chọn vào cho mình đặt lại tất cả cài đặt nhé. Đấy, và các bạn nhập cái mật mã điện thoại của các bạn vào. Tiếp đó thì có một cái thông báo là thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt, sẽ không có dữ liệu hoặc phương tiện nào bị xóa. Tức là cái phần này nhé, các bạn lưu ý là các bạn cứ yên tâm đi, các bạn coi như reset lại thôi, không cái những cái dữ liệu ở trên điện thoại của các bạn vẫn được giữ nguyên nhé. Đó, thì các bạn có nhu cầu các bạn reset lại thì các bạn chọn đặt lại tất cả cài đặt một lần nữa là xong. Đó, thì đây mình sẽ không đặt lại. Đấy, thì đấy là cái những cái cách để các bạn có thể khắc phục nhé. Hy vọng với những cái cách trên thì mình cũng vừa hướng dẫn và nêu cho các bạn một vài nguyên nhân cũng như là cách khắc phục để các bạn có thể cải thiện không nhận được thông báo khi mà các bạn dùng điện thoại iPhone từ các ứng dụng ở trên điện thoại iPhone nhé. Và nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người được biết. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.